Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình của Auto Daily. Và tôi còn nhớ như in các cái từ à, ố, á khi mà Honda giới thiệu cái mẫu HR-V này. Comment bùm chiếu trên mạng giá cao lắm, cao lắm, cao lắm so với các cái mẫu xe trong cùng phân khúc SUV crossover cỡ nhỏ. Và tại làm sao mà chừng ngay trong tháng 10 thì Honda đã giao tới 740 xe, một con số cũng phải gọi là kinh hoàng. Thì ngay trong chương trình ngày hôm nay chúng ta hãy đi tìm hiểu mẫu xe này. Các bạn, với các cái mẫu xe của Honda thì có lẽ là mình luôn dành những cái tình cảm đặc biệt, và đặc biệt là luôn có những cái đánh giá tương đối cao đối với cái khả năng vận hành của xe, từ Civic đến CR-V và bây giờ đang là HR-V, mẫu xe nhỏ hơn CR-V. Tuy nhiên là một mẫu xe lái hay thì chúng ta có thể cảm nhận ngay từ những cái tốc độ rất là chậm. Ví dụ cái vô lăng này như mình này, nó tạo cái cảm nhận mặt đường rất là tốt, nhích đến đâu biết đến đấy. Và cái phản hồi của nó, các cái vòng quay, nó phản hồi qua cái bàn tay này, khiến mình cảm nhận rất là rõ luôn. Vâng, tay thì luôn cảm nhận mọi thứ rất là rõ thưa các bạn. Và một khi đã dùng tay rồi thì chắc chắn là phải rõ. Và đó, như các bạn đã thấy, thì ví dụ với cái mẫu HR-V này, nó có cái chức năng brake hold rất là hay. Mình bật này thì lập tức trên màn hình nó hiển thị luôn. Và ví dụ mình dừng đèn đỏ như thế này, mình chỉ cần nhả ra, chúng ta cũng sẽ không phải tranh cãi cái việc là để N hay để S cả, không có vấn đề gì cả. Đó, tự động luôn. Với những cái ngã tư đèn đỏ này thì brake hold rất là tiện nha. 3-4 đỏ rồi vẫn chưa qua thì bật lên. Đó, tự động giữ này, để D này, thậm chí thời gian tới gần 80 giây này, gọi điện cho vợ này. Alo, em à? Anh đang thử brake hold nhá. Brake hold, không phải brake hold. Tối về cho thử tí để biết xem brake hold như thế nào. Brake hold hay lắm, tiện mà bạn. Thực sự là mình thích những cái hệ thống này, nó hỗ trợ an toàn cho người lái mà nó cũng tiện ích hơn rất nhiều. Ví dụ khi đấy mình nhả ra đèn đỏ, mình nhả lại đến lại phanh cũng không sao cả, nhẹ nhàng êm ái. Và đặc biệt là xe nó sẽ hiểu được là khi nào bạn già nhẹ nhẹ thì nó không hold lại đâu. Nhưng mà nếu mà đạp mạnh thì nó mới hâu lại đấy, nó mới giữ, nó mới dừng bạn. Thích rồi đấy. Rồi bây giờ thì đã ra cao tốc thì mình sẽ thử các giải tốc độ khác nhau. Giải cao tốc thì thôi tắt eco đi. Tiết kiệm nhiên liệu, tắt brake hold rồi cũng tắt luôn đi, sẽ ít dùng. Rất nhanh, các cái phím bấm cũng rất là dễ. Như các bạn có thể thấy thì mình đang đi đều ở cái tốc độ khoảng 60 km/h. Bây giờ sẽ tăng lên 80 xem cái vòng tua máy của nó ở chế độ D là bao nhiêu nhá. Gần 80, đường nó hơi đông, chưa tìm được cái khoảng cách. Rồi bây giờ 80 đi, vượt lên nào, xin đường, vượt lên. 500 anh em xe đang đi trên đường cho mình test thử một chút. Đường này hơi đông, 80 km/h, tua máy 1.500. Thực ra đối với những cái dòng hộp số vô cấp và cái động cơ cũng rất nhỏ như thế này mà làm được như vậy thì khá là tốt rồi. Nhưng mà nếu như cùng cái tốc độ khoảng 80 mình chỉ cần chuyển sang chế độ S thì các bạn có thể thấy là vòng tua này lên ngay lên 3.000 luôn, không lằng nhằng. Và rồi phản ứng chân ga nó cũng tốt hơn, tức là khi đấy cái độ bốc nó tốt hơn, nhưng mà nó sẽ không giật được bởi vì động cơ thì cũng có 141 ngựa thôi, hơn nữa lại dùng cái số CVT này. Nếu mà muốn giật hơn nữa thì mình nghĩ là nên dùng cái lẫy chuyển số sau vô lăng này, S3 này, đấy, giật đùng. Đấy, thử về S2 ra nào, có tốt hơn, có cải thiện, nó không phải quá đã, nhưng mà khi mà cần vượt gấp những cái xe tải dài thì chúng ta cũng nên sử dụng cái chế độ này cho nó an toàn. Bây giờ tôi sẽ tăng thử từ 100 lên nhá. 100 lên thì rõ ràng là tiếng gào nó khá là rõ. Đấy, các bạn có thể thấy này, cũng có lên. Nhưng mà ở điều kiện ở mình thì sẽ ít khi chạy ở tốc độ cao, nghe nó không có sướng lắm.
Thưa các bạn, với một mẫu xe có cái khả năng vận hành khá tốt đi trong đô thị rồi, bây giờ mình rất muốn thử đường xấu. Bây giờ mình sẽ chạy này, tốc độ cao trên một đường xấu. Phanh chắc nhá. Rồi, né qua rồi bắt đầu chạy tiếp. Đoạn đường rồi thì nó có một cái lõm hơi cả. Lái đến đâu biết đến đây, chính xác. Xe dành cho đô thị mà chạy đường xấu như này. Chắc nịch. Rồi, cua thử trên đường trơn cái xe như nào. Cua này. ESP can thiệp ngay đấy, không đẩy lên được. Đường trơn là nó phanh ngay đấy. Và ngay phần đầu xe, các bạn hãy nhìn. Có thể nói là từ cái mẫu Civic thì tất cả những cái mẫu xe sau này như là CRV rồi HRV rồi Honda Ja thì đều tuân theo một cái ngôn ngữ thiết kế mới của Honda. Và các bạn có thể rất dễ nhận diện ngay. Vâng. Ngay phần đầu xe đây là một thanh chrome sáng bóng, sáng loáng luôn. Và logo chạy suốt từ đèn bên trái qua đèn phải, rất dễ nhận diện. Và có lẽ cái chi tiết mà được đồng nhất, khá đồng nhất trên các cái dòng xe của Honda đấy chính là đèn LED ạ. Đèn full LED luôn. Thực ra mình rất thích cái đèn full LED trên các cái dòng xe của Honda ngay từ Civic cơ. Đó. Và những đường gân trên thân xe này. Rất rõ ràng, mạch lạc. Chứ nó sẽ không còn kiểu trung tính nữa. Và các bạn thể quan sát ngay phía dưới, đèn gầm cũng vậy, cũng là đèn LED rồi, những thanh mạ chrome trên càn dưới. Nhìn trong đầu xe nó sáng sủa hơn và thực sự nối với cái mẫu Honda HR-V này thì có thể nói là cái kiểu dáng nó tổng thể nó khá là hài hòa và nó mềm mại, nó phù hợp cho cả cái đối tượng nam và đối tượng nữ. Nếu như CR-V thì nó sẽ thiên về cánh đàn ông mạnh mẽ cơ bắp như thế này hơn thì HR-V thì có thể dành cho phái đẹp rất ổn. Đó, và bây giờ thì mình sẽ mở cái nắp động cơ này lên cho các bạn xem cái động cơ này nhá. Động cơ trên HR-V thì nó tương tự như cái động cơ trên mẫu Civic 1.8. Công suất thì vừa phải thôi, 141 mã lực, 172 Nm. Và nó cái trục cam của nó có trục cam đơn thôi, DOHC. Dòng xe cao cấp hơn như là Civic Turbo hay là CR-V thì sẽ là cam kép và nhiều công nghệ hơn. Nhưng xe nào thì có giá của xe đấy. Đấy các bạn có thể thấy này, ECU đã được đưa lên đây này. Đấy, cổ hút cũng được đưa lên cao. Nhìn chung là cái thiết kế nó cũng tương đối ổn. Đấy, có cái tấm cách âm. Và cái động cơ này thì nó sẽ đập hơi tụt xuống một chút. Và cái này nó mang cái yếu tố bảo vệ hành khách ngồi trong xe nữa. Khi đâm thì cái động cơ nó khả năng nó sẽ tụt xuống chứ nó không dồn ra khoang sau. Đấy, cũng khá là đơn giản thôi. Bây giờ thì mời các bạn hãy ngắm nhìn thân xe. Nói chung là khi đi mua xe thì chúng ta đều phải nhìn tổng thể rồi đến nhìn chi tiết. Phanh trên HR-V là trước sau đều là phanh đĩa hết, lốp Yokohama. Vành thì tùy mỗi người, tuy nhiên đối với mình thì mình chưa thích cái vành này lắm. Các bạn có thể thấy phần đuôi xe, phần đuôi nó hơi vát xuống, nó khá là cúp. Và tay nắm cửa thì được đưa lên đây. Hãy nhớ cho các bạn, đừng có ra như thế này mà hãy như thế này. Đấy, bật lên xuống đó. Và những cái đường gân trên thân xe rất là mạch lạc này. Nói chung ngôn ngữ thiết kế trên HR-V mình đánh giá rất cao. Đấy, như mình vừa đứng lại gần nhá, thì là cửa mở này. Đấy, cửa đang khóa thì sẽ mở luôn. Đấy, chìa khóa thông minh, đấy trong túi này, đang giấu trong túi. Nhưng mà đi ra như thế này, sạch, khóa luôn. Ông nào mà lỡ ngớ chạy vào định mở là không được đâu. Đấy. Và bây giờ thì các bạn có thể đây tiến ra phần đuôi xe. Đèn chiếu sau của xe thì cũng là đèn đèn LED nha các bạn. Còn đèn lùi thì vẫn là bóng halogen rất là rõ. Thực ra những cái thiết kế như là LED hoặc là đấy thì bây giờ nó cũng khá là cơ bản rồi. Cảm biến lùi thì có 4 cảm biến, hai phía dưới và đây hai bên góc bên này. Camera lùi. Còn đèn thì có thiết kế hình chữ L. Nhìn chung thực sự mà nói thì đối với HR-V hay cả CR-V hay là Civic cũng vậy, mình luôn thích cái phần đầu hơn. Nhưng nếu như về tổng thể hài hòa thì mình vẫn đánh giá cao cái mẫu HR-V này. Từ trước sang thân sang phía sau. Đó. Giờ mình sẽ mở cái cốp này lên. Camera lùi đặt đây. Cốp ra. Không phải cốp điện. Giật lên thôi, không phải cốp điện thì mình giật lên thôi. Cốp rộng. Các dòng xe Honda thì được cái về các cái dung tích chứa đồ là khá là ổn. Nếu như mà chúng ta để như thế này hơn 400 lít, 430 mấy lít, còn nếu mà gặp lại thì miên man. Vâng, mà cái ghế này rất thông minh, tí nữa thì mình sẽ gặp các chế độ cho các bạn thấy. Phía sau này thì có một cái cổng đầu ra 12V.
Khi cần thì bạn có thể thành chuyển đổi nguồn thành nguồn 220 cũng được. Mình cũng thường thế. Đấy, nổ đề nổ máy, sạc nhanh các thiết bị, thậm chí chạy tích quạt cũng được. Hoặc đèn thắp sáng công suất nhỏ nhỏ. Đừng có cắm máy sấy tóc hay là máy hút bụi là được. Đó. Đấy, phần nỉ này thì mình nghĩ là có thể phải đặt những cái tấm nhựa lên. Đó, và bạn có thể ở đây chụp vào lốp dự phòng, bộ kích rất là đơn giản nhỉ. Nhìn chung cái không gian phía sau trên một mẫu HRV kích thước tương đối nhỏ như thế này mình nghĩ là rất là ổn. Và đây khi mình chứa đồ đây, có điều là cái sàn này nó không thẳng, mình kéo nó sẽ vướng vào đây và bạn sẽ nhấc lên như thế này. Đấy, nó có thể bị xước, không sao cả, mình có thể trang bị thêm các thiết bị khác. Bây giờ thì mình sẽ vào hàng ghế sau. Honda trong các cái sản phẩm gần đây như Jazz, như là HRV thì cái hàng ghế sau cũng có nhiều cái điểm khá hay. Rồi, bây giờ mình vào nhá. Và thưa các bạn, cửa mở trên các dòng xe Honda thì cũng khá là rộng, chắc chắn. Đó, chắc chắn. Nói chung chắc chắn. Và đóng mở nó cứ phải. Nói chung chắc chắn, thoải mái. Và đây thì mình sẽ có thể gặp rất nhiều các chế độ. Ví dụ như là mình sẽ gặp cái này này. Rất gọn, phẳng ly luôn. Ngay cả cái bên này cũng phẳng ly. Được chưa? Phẳng ly. Ui dồi. Phẳng đét luôn các bạn, nằm ra đây luôn. Đó, làm một điệu. Rồi. Có thể gập theo rất nhiều cách. Thưa bạn, đấy, hoặc là mình cũng có thể nhấc cái này lên. Khóa lại. Là một không gian vô cùng rộng luôn. Đây ạ. Rộng rãi chưa? Và cái khoảng ở dưới khi mà chúng ta gập cái ghế này xuống vẫn có một cái khoảng không ở dưới, bạn có thể nhét các cái đồ ở dưới như này thoải mái, giày dép rồi những cái vật dụng chúng ta có thể giấu xuống dưới đây. Thậm chí với một mẫu xe gia đình thì những cái đồ vặt thì không thể thiếu, nhất là khi chúng ta đi xe. Và bây giờ mình sẽ ngồi vào luôn xem mẫu xe có thiết kế kiểu dáng khá là cúp này thì có ổn không nhá. Với xe có khoảng sáng gầm xe nó khoảng 170 ấy, thì trẻ con cũng có thể bước lên cái bậc lên xuống này được, còn mình thì mình không cần, mình ngồi to phát vào luôn. Đó. Và bạn có thể thấy đấy, không gian nó cũng tương đối ổn. Đây. Nó được như này so với cái hàng ghế phía trước. Hàng ghế phía trước mình cũng chỉnh là mình ngồi cũng tương đối thoải mái. Và cái nệm ghế nó đã ra dài ra suốt đến cái khuỷu chân nhé. Nhiều mẫu xe là nó để cái nệm ghế sát vào đây thì cái phần này mình lại thừa ra như thế này, nhưng mà nhìn thì nó dài nhưng khi ngồi thì nó không phải là thực tế lắm. Nhưng mà đấy, nệm ghế dài. Đấy. Nhưng khoảng trống vẫn được từng này. Khoảng trống đầu, thực ra khoảng trống đầu chỉ còn từng này thôi ạ. Nhưng rất may Honda CR-V lại có một cái cửa sổ trời thưa các bạn. Đấy. Ngồi cảm giác rất là thoáng. Đấy. Đương nhiên rồi, nhà nhỏ và thiết kế nhiều cửa thì sẽ thấy thoáng ngay. Đấy. Ngồi tư thế như này. Rồi, bây giờ. Ồ, cái này thì tôi nghĩ là con tôi thích, cũng không có cái khay để nước ở đây. Và thưa các bạn, bên thành cửa này thì sao? Thành cửa này, trên tabi cửa này là bọc da nhá. Nhưng mà da này thì không biết là sau vài năm sử dụng thì nó có bị mài mòn, nó có bị mòn, nó có bị ấy không. Và đây, trên thành cửa này là cái điều khiển kính lên xuống này. À, nhưng mà lại cũng không được mạ chrome hay làm sáng gì cả. Nó hơi chìm. Và thực ra mỗi dòng xe thì nó có phải có một cái tiêu chuẩn nhất định. Ví dụ khách sạn 3 sao sẽ được trang bị bể bơi 5m, nhưng mà khách sạn 5 sao sẽ là 50m, ví dụ vậy. Đấy, và các trang bị nó sẽ nâng cấp dần lên các dòng xe cao cấp hơn. Đây, bên này là loa và khay để nước này. Đó. Thực ra cái này chỉ để vừa thoải mái một chai nước thôi, mình nhét cố một cái chai nước nhỏ như này thì cũng được. Rồi. Và HR-V thì có một cái sàn, mình rất thích các thiết kế xe của Honda là cái sàn nó tương đối phẳng. Đó. Chai nước để đây, nhưng mà phía sau này chưa có khe cắm USB. Mình nghĩ rằng nó nên có thì tốt hơn. Khe gió điều hòa thì cũng chưa có. Đấy, đóng chắc nịch. Xe của Honda thì nói chung chất lượng lắp ráp rồi về vật liệu tương đối tốt. Và có lẽ là ngay khi ngồi vào ghế lái thì ấn tượng đầu tiên luôn, chiếc vô lăng này trông nó đầy đặn không. Điều khiển âm thanh rồi là vào menu điều khiển, rồi là hệ thống cruise control, đàm thoại rảnh tay, vân vân. Trông nó đầy đặn hơn hẳn. Lẫy chuyển số sau vô lăng oách, rất oách. Mình rất thích Honda bởi vì là họ luôn có cái lẫy chuyển số sau vô lăng trên những cái bản cao cấp. Và thưa các bạn, đấy,
toàn bộ cái dàn tablo này. Thực ra nhìn thì nó ở có thể nói là đạt cái tiêu chuẩn trung cấp thôi, còn mà sang chảnh thì là không, nhưng mà được cái bạn sẽ thấy chắc chắn đập này, chắc chắn cực kỳ luôn, gương này à, chắc chắn ngay cả phần này nữa đấy. Cửa gió dàn điều hòa cho người bên phụ này thì trải dài luôn, miên man ba cửa, trông nó hơi thô một tí, mình thích nó phải tinh tế hơn. Toàn bộ cái hướng cái phần dành cho người lái này đều hướng hết về người lái, hướng hết về tôi, quan sát từ đồng hồ này sang phần điều khiển âm thanh xuống điều hòa này. Thực ra cái màn hình này thì mình nghĩ là nên giống những cái màn hình của CRV rồi của Civic thì nhìn nó đẹp hơn. Này nhìn nó hơi thô sơ, hơi thô sơ. Và nó trái ngược hẳn với cái hệ thống điều khiển, cái hệ thống điều hòa hai vùng độc lập này. Đấy, có chế độ sinh auto. Đó. Nhìn đây nó bóng bẩy lộng lẫy như này, nhìn ở trên thì rõ ràng nó quá là tương phản luôn. Và đây các bạn có thể thấy chắc chắn nhé. Nhìn cái dàn này cũng chắc chắn, và các cái hộc chứa đồ trên HRV cũng tương đối tốt. Đây các bạn có thể thấy đây, ví to đặt ở dưới đây. Đó, bạn có thể tùy đặt các cái bên này cũng vậy. Đây các bạn có thể đặt này. Đấy, có thể này. Đây đường bướng này, mình sẽ bỏ ra. Có thể gài điều tiện không? Thay vì chúng ta phải mua cái túi ở đây thì trên ô tô mua thêm thì có các tính năng như thế này. Và khay để cốc. Khay để cốc bạn có thể tùy biến đấy. Đấy, ở nấc thấp này, nấc sâu này. Đấy, nấc sâu. Và khi mà gạt xuống thì bạn lại có cái nấc cao hơn. Đấy. Anh em, hai anh em. Rồi. Cái bệ tì tay này thì có nó hơi nhỏ, nó hơi nhỏ, nhưng mà nó có thể kéo lên kéo xuống được. Đấy. Hộc chứa đồ trong này thì mình để xem. Đấy, nó cũng nhỏ thôi. Bé lắm. Cái này hơi bé để vừa những cái vật nhỏ nhỏ. Ghế ngồi thì khá là ôm và thoải mái, da rẻ thì không phải quá sang nhưng mà có vẻ là bền đấy, có vẻ là bền. Nếu như anh em sử dụng lâu ngày nó có nhăn nhúm, nó có rách hình như thế nào thì vui lòng chia sẻ với mình nhá. Và ăn chứa đồ này thì sao? Chỉ đủ để những cái vật dài như thế này và dày như thế này mà thôi. Và sự chắc chắn, nói chung là mình thích cái chi tiết của Honda, cái độ hoàn thiện nó rất là tốt, ngay cả cái mặt kính này như này, chắc chắn. Ví dụ như cái CX-5 mình lái thì cái phần này nó ọp ẹp lắm, ngay cả cái phần ngay trên này nó ọp ẹp lắm. Và trên tabi cửa thì là một màu đen xì, cũng có da như mình đã chia sẻ rồi. Các bạn có thể thấy này, điều khiển 4 cửa kính điện này, kính lái có chế độ auto này, gập gương, tuy nhiên toàn cái phần này nó đen xì luôn. Đấy, thì nói chung là tiền nào thì của đấy thôi, giá nó vừa phải, chứ nếu mà trên 1 tỷ thì chắc chắn là sẽ phải mạ chrome rồi, nhôm phay nhôm xước cho nó sáng choang rồi. Xe thì HRV có 6 túi khí nha các bạn. Vâng, Honda thì về cái yếu tố an toàn thì tương đối tốt, hệ thống cân bằng điện tử đầy đủ, phanh ABS, hỗ trợ phanh điện tử vân vân, và 6 loa. Vâng, và vừa rồi là tất cả những cái thông tin đánh giá về Honda HRV mà Lê Hùng vừa chia sẻ với các bạn. Còn các bạn, ý kiến của các bạn như thế nào về HRV theo các phương diện yếu tố như khả năng vận hành, trang bị tiện ích, giá bán, vân 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 vân, và đặc biệt là so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc. Vậy các bạn hãy để lại comment ngay bên dưới clip nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.